Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Mô hình nến Evening Star là một trong những mô hình nến đảo chiều cực kỳ mạnh mẽ. Mô hình này báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng từ xu hướng tăng qua xu hướng giảm. Đa phần thì các nhà giao dịch sử dụng mô hình nến Evening Star để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng, đặc biệt là sau một đợt tăng giá bền vững ở trong khung thời gian lớn. Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về cách thức xác định cũng như là giao dịch mô hình nến Evening Star làm sao để cho đạt được hiệu quả cao nhất. Bây giờ thì mời các bạn vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nhé. Clip được tài trợ bởi nhà sách finfin.vn, Finfin chuyên về sách đầu tư, trading hay và thực chiến. Anh em ghé Finfin theo link trong phần comment nhé. Chúng ta sẽ nói qua về cách thức để nhận biết mô hình nến Evening Star. Thì thực ra mô hình này là mô hình đã rất là nổi tiếng trong giới trader rồi. Cho nên là về phần này Thúy cũng không có đi sâu, chỉ nói về những điểm chính để mà chúng ta xác định mô hình này thôi nhé. Mô hình nến Evening Star là một mô hình nến gồm có 3 nến. Trong đó, nến đầu tiên là một nến tăng giá lớn. Nến này thì xuất hiện trong một xu hướng tăng và nó thể hiện đà tăng mạnh, cho thấy người mua hiện vẫn đang kiểm soát thị trường. Nến thứ hai, đó là một nến nhỏ, thiếu quyết đoán. Nến thứ hai này thường là nến spinning top hoặc là nến doji. Hai nến này thì đều cho chúng ta thấy được là thị trường đang có cái sự do dự và thiếu quyết đoán. Nó thể hiện cho chúng ta thấy đà tăng đã yếu đi, bên mua và bên bán đang có cái dấu hiệu cân bằng lại. Và đối với mô hình nến Evening Star thì nó có thể có nhiều nến nhỏ thiếu quyết đoán ở tại cái vùng đỉnh của xu hướng tăng. Và nến thứ ba cũng là nến cuối cùng. Nến này xác nhận cho chúng ta sự đảo chiều bằng cách là nó tạo ra một cây nến giảm giá, đóng cửa vào ngay dưới cái điểm giữa của nến tăng đầu tiên và đóng cửa bên dưới mức thấp nhất của nến thứ hai. Tín hiệu này cho thấy người bán đã nắm quyền kiểm soát và xu hướng giảm có thể xảy ra tiếp theo đó. Sự hình thành của mô hình nến Evening Star thường là ở đỉnh của một xu hướng tăng. Và đây cũng là cái tín hiệu quan trọng để các nhà giao dịch dự đoán một cái động thái giảm giá, đặc biệt là nó diễn ra ở trên khung thời gian lớn. Thì đây là cái cách thức mà chúng ta nhận biết mô hình nến Evening Star. Vậy thì nếu như mà chỉ dựa vào một mô hình nến Evening Star thôi thì rất là khó để mà chúng ta giao dịch đảo chiều ha. Còn thiếu rất là nhiều yếu tố. Trong đó, bối cảnh là một trong những cái yếu tố quan trọng mà chúng ta bắt buộc phải xác định được khi giao dịch mô hình nến này. Hiểu được thời điểm và vị trí hình thành của mô hình nến Evening Star có thể nói là cái yếu tố xác nhận cái chất lượng của mô hình này, và nó có thể tăng được cái tỷ lệ thành công khi mà chúng ta giao dịch với Evening Star. Nói chung về cơ bản thì mô hình nến Evening Star cần phải xuất hiện trong một xu hướng tăng bền vững và nó diễn ra trong một cái khoảng thời gian dài rồi. Và trong cái giai đoạn tăng giá này thì các bạn sẽ thấy được là thị trường có nhiều cái đợt tăng hình thành, ít nhất là 2 đợt, 3 đợt tăng giá trở lên. Và trader nào mà có nghiên cứu về 60 Elliott thì có thể thấy là nếu như mà mô hình nến Evening Star vượt qua được cái chuỗi 60 Elliott trung bình á, thì đó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là thị trường sắp xảy ra sự đảo chiều, và cái khả năng này khá là cao ha. Ngoài ra,
thì mô hình nến Evening Star cần phải hình thành ở vùng kháng cự quan trọng. Như vậy thì cái tín hiệu từ mô hình nến Evening Star sẽ càng đáng tin cậy hơn. Như ở biểu đồ này thì các bạn thấy này, thị trường tăng rất là mạnh và tăng trong một khoảng thời gian rất là dài rồi. Cho đến cái nến tăng cuối cùng này thì nó cho thấy rằng là người mua vẫn kiểm soát ha. Sau đó thì mô hình nến Evening Star được hình thành và nó hình thành ngay tại cái vùng kháng cự quan trọng. Và đây chính là một trong những cái dấu hiệu giảm giá mạnh. Đối với khung thời gian đáng tin cậy để mà chúng ta giao dịch mô hình nến Evening Star, đó là các khung thời gian càng lớn càng tốt ha. Trong đó thì đa phần các trader chuyên nghiệp họ sẽ sử dụng cái mô hình nến này trên khung thời gian lớn như là khung tuần hoặc là khung ngày, thấp nhất là khung H4 thôi. Nói chung là khung thời gian càng lớn thì mô hình nến nó sẽ càng đáng tin cậy. Tất nhiên là ở khung thời gian thấp hơn vẫn xuất hiện mô hình này, nhưng mà ở khung thời gian thấp hơn thì các bạn sẽ thấy là tần suất xuất hiện mô hình nến Evening Star sẽ nhiều hơn khung thời gian lớn. Và chính vì cái độ thường xuyên hơn như thế này, nó cũng làm giảm đi cái chất lượng của mô hình nến. Tức là có nhiều mô hình nến hình thành, nhưng mà không phải tất cả trong số chúng đều có thể sử dụng giao dịch được. Sẽ có rất là nhiều tín hiệu nhiễu. Và anh em nào mà sử dụng mô hình nến này ở khung thời gian thấp thì cần phải chấp nhận cái điều này ha. Đối với các trader mà giao dịch trung hạn hoặc dài hạn thì sẽ thường thích sử dụng mô hình nến Evening Star trên khung thời gian lớn hơn, bởi vì nó cung cấp cho trader cái tín hiệu đáng tin cậy hơn ha. Và tất nhiên là cũng sẽ có những cái lỗi thường gặp khi mà chúng ta giao dịch mô hình này, bởi vì có rất là nhiều trader có một cái thói quen giao dịch mô hình nến rất là sai lầm, đó là chúng ta không có xét nhiều các cái yếu tố kỹ thuật khác mà chỉ tập trung vào mô hình nến, tức là cứ nhìn thấy mô hình nến là chúng ta lại tham gia vào giao dịch. Như vậy thì có rất là ít tín hiệu xác nhận, và hơn nữa là cái chất lượng của mô hình nến cũng rất là thấp. Điều đó sẽ dẫn đến là cái tỷ lệ thành công khi mà chúng ta giao dịch mô hình nến Evening Star sẽ thấp hơn rất là nhiều. Vậy thì cái lỗi đầu tiên mà trader thường gặp ở đây, chúng ta bỏ qua phân tích bối cảnh thị trường. Như vừa nãy thì có nói, đó là mô hình nến Evening Star chỉ thực sự phát huy cái hiệu quả của nó nếu như mà các bạn dùng trong cái bối cảnh thị trường phù hợp, đó là nó phải nằm cuối một cái xu hướng tăng giá và nó phải xuất hiện ở vùng kháng cự quan trọng. Nếu như mà các bạn thấy mô hình nến Evening Star xuất hiện ở trong một cái giai đoạn thị trường đi ngang hoặc là một xu hướng giảm giá, vậy thì những cái mô hình nến Evening Star này có chất lượng rất là kém và chúng ta tuyệt đối không nên giao dịch những mô hình này. Và có thể nói rằng đây là những cái tín hiệu nhiễu, chúng ta có thể trực tiếp bỏ qua luôn, không cần phải giao dịch ha. Kể cả nó có xuất hiện nhiều trên biểu đồ và kể cả thị trường có xác nhận và đi theo cái hướng của mô hình này sau đó thì chúng ta cũng không có tiếc. Nói chung là mô hình nến Evening Star cần phải xuất hiện trong bối cảnh phù hợp và chúng ta cũng chỉ giao dịch mô hình này trong bối cảnh phù hợp thôi. Cái lỗi sai thứ hai đó là không có tín hiệu xác nhận. Tín hiệu xác nhận của mô hình nến Evening Star ở đây là gì? Các bạn có thể quay lại cái phần đầu tiên của video clip thì có nói đến, đó là nến thứ 3 của mô hình nến Evening Star cần phải đóng cửa xuống bên dưới 50% của nến đầu tiên và phải đóng cửa xuống bên dưới giá thấp nhất của cái nến thứ 2. Nếu như không có hai điều kiện này xảy ra thì mô hình nến Evening Star chưa được xác nhận và chúng ta chưa thể giao dịch được. Như trong trường hợp này chẳng hạn, các bạn thấy rằng là ở cái giai đoạn mà thị trường do dự thiếu quyết đoán, đến cái nến cuối cùng nó không có đóng cửa xuống bên dưới cái giá thấp nhất của cái giai đoạn giá thiếu quyết đoán này, thì đây không phải là mô hình nến Evening Star. Và thêm một điều nữa, đó là chúng ta buộc phải chờ giá đóng cửa ha. Nhiều khi các bạn sẽ thấy ở cái nến thứ 3 này này, nhiều khi nó giảm xuống rất là mạnh. Nhiều trader thấy giá giảm mạnh như thế này, chưa cần đợi đến giá đóng cửa, nhiều khi đã nhảy vào giao dịch rồi. Tức là chúng ta thiếu cái sự kiên nhẫn và không chờ được đến cái thời điểm mà cái nến này nó xác nhận để hình thành mô hình nến Evening Star, là chúng ta đã nhảy vào chỉ vì thấy cái nến này nó giảm mạnh. Và khi mà chúng ta vào lệnh ở cái thời điểm mà thị trường chưa có xác nhận hình thành mô hình thì sau đó giá quay ngược trở lại và cuối cùng đóng cửa lên phía trên, hoặc thậm chí là không có thỏa, là không có đóng cửa được dưới 50% cái nến đầu tiên này, thậm chí luôn là hình thành cái nến tăng như trong trường hợp này, thì coi như cái lệnh giao dịch đó của chúng ta không phải là một giao dịch hợp lệ và có khả năng bị dừng lỗ rất là cao. Đó cho nên là khi mà giao dịch với mô hình nến Evening Star,
buộc chúng ta phải chờ có nến xác nhận chúng ta mới có thể giao dịch ha. Đây là những cái lỗi rất là hay gặp khi mà giao dịch với mô hình này. Tiếp theo, có một điều mà các bạn cần phải phân biệt được, đó là mô hình nến Evening Star và mô hình nến Morning Star. Hai mô hình này nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng thực tế chúng khác nhau, và cái điểm khác biệt ở đây chính là bối cảnh hình thành mô hình. Thực tế, mô hình nến Morning Star là mô hình nến ngược lại của mô hình nến Evening Star. Đây, thay vì xuất hiện ở trong bối cảnh tăng giá thì mô hình nến Morning Star xuất hiện ở trong bối cảnh giảm giá. Và nó xuất hiện cuối xu hướng giảm, trong một cái xu hướng mà giảm dài rồi. Và tốt nhất là hình thành ở các cái vùng cầu hoặc là các cái vùng hỗ trợ quan trọng. Đó, thì cây nến thứ ba của mô hình nến Morning Star nó cũng tương tự như Evening Star. Đó là nó phải đóng cửa lên 50% của cây nến đầu tiên và phải đóng cửa lên giá cao nhất của cây nến thứ hai, hoặc là cái giai đoạn giá thiếu quyết đoán. Đó thì mô hình nến Morning Star mới thực sự hợp lệ để giao dịch ha. Nói chung, Morning Star là mô hình nến đảo ngược của Evening Star thôi. Nguyên tắc xác định của hai mô hình này thì tương tự nhau và cách giao dịch cũng tương tự nhau thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung quan trọng nhất, đó là cách giao dịch mô hình nến Evening Star sao cho đúng cách. Đối với việc mà giao dịch mô hình nến Evening Star thì việc đầu tiên mà các bạn cần phải xác nhận, nói chung là khi mà hình thành mô hình nến này, các bạn đừng vội giao dịch, mà các bạn cần phải xác nhận đầu tiên, đó là nó có nằm trong một cái xu hướng tăng, nằm cuối xu hướng tăng hay không. Các bạn cần phải đảm bảo rằng mô hình nến Evening Star này được hình thành ở cuối một xu hướng tăng giá rõ ràng, và xu hướng tăng này cũng phải diễn ra trong một cái khoảng thời gian khá là lâu. Như ở biểu đồ này thì các bạn có thể thấy được là mô hình nến Evening Star của chúng ta xuất hiện ở cuối một cái xu hướng tăng giá và nó vừa hoàn thành xong chuỗi sóng Elliott. Và đây là cái dấu hiệu cho thấy rằng là mô hình nến Evening Star xuất hiện tại thời điểm này có thể là một cái tín hiệu đảo chiều giảm giá mạnh mẽ. Và cái thứ hai mà các bạn cần kiểm tra sau khi mà xác định xu hướng xong, đó là phải xác định xem cái mô hình nến Evening Star này có xuất hiện ở vùng kháng cự quan trọng hay không. Vùng kháng cự quan trọng của chúng ta ở đây có thể là vùng đỉnh trước đó hoặc là ở vùng cung. Như trong trường hợp này, các bạn thấy mô hình của chúng ta xuất hiện ở vùng cung ha. Như vậy thì cái khả năng mà thị trường đảo chiều sau khi hình thành mô hình này sẽ càng cao. Như ở ví dụ này, các bạn có thể thấy được rằng là có rất nhiều tín hiệu ủng hộ cái khả năng mà thị trường đảo chiều. Có thể nói rằng là đây là bối cảnh tốt để mà chúng ta giao dịch mô hình này. Vậy thì vào lệnh với mô hình này như thế nào? Ở đây thì các bạn có thể giao dịch trực tiếp với mô hình Evening Star trong một thời gian lớn luôn. Nhưng mà chúng ta còn có một cái lựa chọn khác có thể tối ưu hóa cái điểm vào lệnh của chúng ta hơn. Đó là các bạn có thể di chuyển về khung thời gian thấp hơn để tìm điểm vào lệnh. Như vậy các bạn có thể tận dụng được cái xu hướng của khung thời gian lớn mà điểm vào lệnh lại chính xác ở khung thời gian thấp, thậm chí có thể giúp cho các bạn có được cái mức lợi nhuận rất là tiềm năng. Ở đây các bạn thấy này, cái điểm mà đóng khung hình vuông này chính là cái mô hình nến Evening Star được xác định ở trên khung thời gian lớn. Trước khi mà thị trường giảm giá thì nó hình thành cho chúng ta một cái mô hình tam giác. Mô hình tam giác này là một cái dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng tiếp diễn cái xu hướng giảm trước đó. Vậy thì lúc này chúng ta có thể vào lệnh khi nào? Đó là khi mà mô hình tam giác này bị phá vỡ là chúng ta có thể vào lệnh, và chúng ta có thể đặt dừng lỗ phía trên mô hình này là đã an toàn rồi. Và như vậy thì các bạn thấy rằng là khi mà giao dịch mô hình nền Evening Star với tín hiệu vào lệnh ở khung thời gian thấp hơn, các bạn có thể rút ngắn được cái mức dừng lỗ, và trong khi thì mục tiêu lợi nhuận vẫn có thể đặt theo cái khung thời gian lớn. Như vậy các bạn có thể tối ưu hóa được cái lợi nhuận từ việc giao dịch mô hình này. Đây là cái cách thức mà giao dịch cơ bản, đơn giản và rất là hiệu quả với mô hình nền Evening Star. Tuy nhiên thì còn một vài cái cách thức giao dịch cũng khá là hiệu quả khác mà chúng ta có thể kết hợp thêm với tín hiệu kỹ thuật giao dịch khác. Ở đây thì các bạn có thể kết hợp với mức thoái lui trên Fibonacci. Các mức thoái lui trên Fibonacci được xem như là những cái vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng, giúp cho trader có thể nhận biết được cái điểm mà thị trường có khả năng đảo chiều. Kết hợp thêm với mô hình nền Evening Star thì rất là hiệu quả ha.
Và có một cái cách thức xác nhận khác nữa, đó là sử dụng tín hiệu phân kỳ. Tín hiệu phân kỳ thì các bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI, MACD hoặc là stochastic. Như ở ví dụ này, chúng ta sử dụng RSI. Như các bạn thấy rằng là tín hiệu Evening Star xuất hiện khi mà thị trường có tín hiệu phân kỳ giảm giá trên chỉ báo RSI. Tín hiệu phân kỳ này còn có một điểm đặc biệt nữa, đó là nó xuất hiện từ cái vùng quá mua. Như vậy thì khả năng mà thị trường đảo chiều sẽ càng cao. Như vậy thì tín hiệu Evening Star này là một cái tín hiệu rất là đẹp để mà chúng ta canh bán ha. Và nếu như mà nó xuất hiện ở cái vùng kháng cự nữa thì sẽ càng tốt. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng mô hình nền Evening Star để giao dịch tiếp diễn. Đó là khi mà các bạn thấy là thị trường đã có một cái đợt giảm giá rồi, và khi mà mô hình nền Evening Star này xuất hiện ở cái cú hồi, cuối cú hồi, đó thì các bạn có thể canh bán với mô hình nền Evening Star này với kỳ vọng là thị trường sẽ tiếp tục giảm giá và duy trì cái động lượng giảm giá trước đó. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng mô hình nền Evening Star để giao dịch đa khung thời gian, như cái cách thức vừa rồi mà Thủy có đề cập ha. Nói chung là mô hình nền Evening Star là một mô hình nền rất là mạnh mẽ. Và nếu như mà các bạn muốn sử dụng mô hình này để giao dịch đảo chiều thì các bạn lưu ý đó là hãy xác định mô hình đúng bối cảnh và kết hợp thêm những cái tín hiệu xác nhận đảo chiều khác như là kháng cự hỗ trợ, tín hiệu phân kỳ hoặc là các mức thoái lui trên Fibonacci chẳng hạn. Nó sẽ giúp cho các bạn giao dịch mô hình này được hiệu quả hơn rất là nhiều ha. Clip của Thủy tới đây là kết thúc rồi. Anh em nào mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment giúp Thủy ha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.